Chào mừng mọi người đã quay trở lại với cuộc hành trình đi tìm lại 48 phần cơ thể của Hikimaru, và đây sẽ là phần tiếp theo. Tập 13. Hình ảnh mẹ của Hikimaru cầm trong tay bức tượng có ngọn lửa linh hồn màu xanh vẫn in sâu vào tâm trí của cậu ấy. Thế nên cậu quyết định là sẽ đi tìm giết sạch lũ quái vật để lấy lại cơ thể của mình, mặc cho Dororo hết mực khuyên ngăn. Trên đường đi, hai anh em họ ghé vào một căn nhà cũ kỹ để tá túc qua đêm. Sau đó, Dororo xung phong đi ra ngoài tìm củi và thức ăn thì vô tình khám phá được một thác nước. Đi sâu vào trong, cậu thấy có bức tượng Phật lớn không có khuôn mặt. Theo sau đó là một người phụ nữ tên là Okaka xuất hiện làm cậu bất ngờ. Người phụ nữ này có gương mặt và giọng nói giống hệt như là mẹ của Dororo, khiến cho cậu gọi mẹ trong vô thức. Trong lúc nấu cơm cho cả hai anh em nhỏ thì Okaka đã kể về sự tích của tượng Phật không có gương mặt trong thác nước. Rất lâu về trước, một người tạc tượng đi đến đó. Ông ấy phát hiện một tảng đá sói mòn có hình dạng của Furo, một hộ pháp thông thái nhưng rất đáng sợ. Trước đó, người này là một nghệ nhân tạc tượng tạo ra các tượng Phật có gương mặt hiền hậu. Nhưng sau thời Samurai thì điều người dân thực sự mong muốn là một gương mặt dữ tợn cho các bức tượng. Người đàn ông lúc ấy nghĩ rằng nên tạc tượng mặt độc nhất vô nhị cho bức tượng Phật, nhưng mà đến khi già, người nghệ nhân vẫn chưa thể làm ra một khuôn mặt như ý nguyện. Đến lúc chút hơi thở cuối cùng, người nghệ nhân vẫn chưa tạc xong gương mặt cho tượng Phật một cách đầy thất vọng. Sau bữa ăn thì Hikomaru và Dororo đã bắt đầu thấm thuốc. Okaka đã kể tiếp câu chuyện còn lại. Những linh hồn oán hận bắt đầu sống trong pho tượng Phật. Nó hồi sinh người tạc tượng thành một cô gái để đi tìm những người đàn ông và cướp đi gương mặt của họ. Cô gái đó chính là Okaka. Tiếp đó, cô ấy lôi Hikimaru đến hiến gương mặt cho bức tượng. Anh chàng mặt gỗ tỉnh lại và cắt dây chói dễ dàng. Cậu nhận thấy ngọn lửa ác quỷ trong bức tượng, nhưng nó tấn công khiến cậu rơi xuống thác. Khi dưới nước, Hikimaru đã trông thấy những xác chết chất chồng lên nhau đều không có gương mặt. Sau đó, Okaka hóa thân thành mẹ của Hikimaru nhằm mê hoặc cậu ấy. Nhưng gương mặt bà ấy không thể biến đổi vì Hikimaru chưa từng thấy được mẹ của mình. Anh chàng mặt gỗ bị bà ấy trói lại, nhưng mà Dororo ôm bà ấy từ phía sau và nói ra những lời từ trong lòng khiến người tạc tượng giác ngộ. Okaka nhận ra không phải một gương mặt chỉ cần có mắt mũi miệng là đủ hay sao? Mọi chuyện chưa dừng lại khi mà bức tượng vung kiếm chém vào người cô Okaka. Hikimaru lợi dụng thời cơ đâm vào bức tượng khiến nó nứt ra. Tiếp đó bức tượng đã chém vào Hikimaru nhưng mà cậu đã né được. Ngọn lửa linh hồn ác quỷ của bức tượng đã bị dập tắt hoàn toàn. Trong giây phút cuối cùng của người tạc tượng, Okaka nhận ra rằng gương mặt và nụ cười của Dororo hiền hậu giống như là Đức Phật vậy. Ngay sau đó, cơ thể của bà ấy hóa thành tro bụi. Dororo nuối tiếc khi mà Okaka lại biến thành mẹ của cậu. Điều này làm cậu bé nhớ đến mẹ của mình vô cùng. Sau trận chiến, họ rời khỏi thác nước và có những giây phút thoải mái tắm nước nóng cùng nhau. Vị hòa thượng Biwamaru cũng có mặt ở đây từ trước như là một cô duyên với hai anh em họ. Bọn trẻ ở nơi đó thấy được trên lưng Dororo có một hình vẽ như một tấm bản đồ kỳ bí. Tập 14. Khi Dororo còn nhỏ, bố của cậu bé đã nói rằng có một số tiền lớn cướp được từ lũ Samurai. Mục đích của số tiền này là dành cho những người dân yếu đuối có thể vùng lên chống lại những lãnh chúa tàn ác lúc bấy giờ. Nhưng hiện tại vết thương ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông ấy. Cha của Dororo quyết định cắt hai phần tấm bản đồ lên lưng vợ và con trai ông. Vị hòa thượng già sau khi nghe câu chuyện đã biết rõ đại nghĩa mà cha của Dororo để lại. Cậu bé được mẹ dặn là hãy ghi nhớ kỹ những ký hiệu trên lưng bà ấy. Tấm bản đồ còn lại sau lưng Dororo chỉ hiện lên khi gặp nhiệt độ thích hợp. Điều này được thấy khi cậu tắm xuống nước nóng. Ông Biwamaru nói rằng hành trình của Hikimaru sẽ có thêm lựa chọn. Hai anh em họ có thể sống thoải mái với số tiền này hoặc là dùng nó làm nên đại nghĩa xây dựng lãnh thổ và rời đi sau đó. Trên đường đi, Dororo gặp phải hai con yêu quái, nhưng mà Hikimaru thấy được chúng không nguy hiểm nên đã tha mạng cho chúng. Yêu quái trong hình dạng một đứa bé to xác đã ẵm Dororo đi một chặng đường. Đến một ngôi chùa cháy rụi, tên yêu quái già đã chỉ điểm cho Hikimaru, cậu phát hiện ra mặt đất có mùi dầu hỏa. Dororo nghi ngờ rằng có kẻ đã cố ý phóng hỏa ngôi chùa. Bỗng dưng một người lạ mặt đi đến khiến đứa bé yêu quái sợ hãi biến mất. Ông ấy là Sabame, lãnh chúa của vùng đất này. Hikimaru nhận ra ngọn lửa linh hồn của hắn có màu đỏ thẫm. Dù là người nhưng mà hiện màu của linh hồn anh ấy chẳng khác gì là quỷ dữ cả. Dẫu vậy đấy, nhưng mà Hikimaru và Dororo vẫn đi đến nhà ông ta tá túc qua đêm. Trong lúc dùng cơm, Sabame kể cho họ nghe về ngôi chùa. Từ rất lâu, một tăng ni trong ngôi chùa đã nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi và bắt chúng làm việc cực khổ. Nếu chống đối, chúng sẽ bị đánh đập dã man. Rồi một ngày, tia sét giáng xuống đốt cháy ngôi chùa cùng những người bên trong như sự trừng phạt của ông trời. Tăng ni đã không thể siêu thoát, biến thành yêu quái ăn thịt những người qua đường vào ban đêm. Khi vào phòng, Hikimaru vẫn không tin chuyện hai tên yêu quái đã giết người. Cậu vẫn đinh ninh ngôi chùa bị cháy chắc chắn là do có kẻ đã phóng hỏa. Nửa đêm, bất ngờ một con sâu quỷ từ trần nhà xuất hiện khiến cho Dororo sợ hãi. Anh chàng mặt gỗ liền vung kiếm chém đứt hai cánh tay của nó. Tiếp đó cậu đã bồi thêm nhát chém và đâm một nhát chí mạng.
Bất ngờ một con bướm có ngọn lửa ác quỷ màu đỏ xuất hiện rắc phấn giải thoát cho con nó khỏi đó. Quỷ bướm bay đến bên tên lãnh chúa Sabame và biến thành một cô gái. Cô nói rằng những đứa con của họ không thể ăn được hai con mồi mà hắn sắp xếp. Tên lãnh chúa quyết tâm cho rằng sẽ làm mọi giá để bảo vệ cô ấy và lũ trẻ. Tập 15. Sáng hôm sau, Dororo cùng đại ca có một bữa ăn no nê. Hikomaru sẽ ở lại theo dõi Sabame, trong khi đó Dororo dò la tin tức về chuyện ngôi chùa bị cháy và tăng ni. Khi dạo quanh làng, Dororo nhận thấy nơi đây thật bình yên, mọi người đều rất vui vẻ làm việc. Cậu được một cô bé mời ăn bánh gạo, nhưng mà khi hỏi về ngôi chùa và vụ cháy thì cậu đã nhận thấy sự khác thường của mọi người. Hikomaru cũng đã theo dõi vị lãnh chúa mà người dân trong làng tôn thờ đi đến một khu đồi. Tại đó hai người đã chạm mặt với nhau. Trong lúc khám phá ở một kho gạo, Dororo bị người dân đẩy xuống một cái hầm tối. Trong bóng tối, vô số cặp mắt đỏ rực đổ dồn về hướng cậu. Lũ sâu quỷ bò lúc nhúc tiến đến khiến Dororo là thất thanh. Bên phía lãnh chúa Sabame cũng nói thẳng việc sẽ bảo vệ lũ quỷ dữ cũng như là ngôi làng này khỏi lưỡi kiếm của Hikomaru. Ông ấy kể rằng trước đây ngôi làng đã bị samurai cướp phá. Để bảo vệ ngôi làng, ông đã tìm đến bọn yêu quái và bán linh hồn của mình để bảo vệ cho người dân. Bọn yêu quái sẽ giết sạch sẽ lũ cướp và hứa sẽ đem lại thịnh vượng cho ngôi làng. Từ đó Sabama đã xem quỷ bướm là vợ của ông ấy. Dưới căn hầm, dù đã chạy hết sức mình nhưng mà Dororo vẫn bị chúng dùng tơ tóm lại. Bất ngờ tên yêu quái trong hình dạng đứa bé đã xuất hiện cứu cậu. Thông qua linh hồn của một cô bé, cậu đã thấy được Sabama giết chết tăng ni trong ngôi chùa. Người dân trong làng cũng đã hùa theo hiến dâng bọn trẻ mồ côi cho yêu quái. Chứng kiến sự việc tàn nhẫn của chúng khiến cậu rơi nước mắt. Lũ sâu bướm đã rời khỏi kén bắt đầu tấn công ngôi làng. Hikomaru ra sức chiến đấu tiêu diệt được vài tên. Tiếp đó dù bị thương nhưng mà cậu vẫn tung nhát chém kết liễu nó. Cú rơi từ trên cao xuống khiến cho cậu ngất đi. Lũ yêu quái lúc này chuyển sang tấn công thẳng vào ngôi làng. Một lúc sau, Dororo chạy đến để kể cho Hikomaru nghe hết mọi chuyện. Cậu bé cũng tìm thấy những lu dầu hỏa trong kho gạo. Bất ngờ ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi ngôi làng. Sau khi nghe được vị trí của tên yêu quái đầu đàn, Hikomaru đã chèo thuyền ra giữa hồ tiêu diệt nó. Xương sống của cậu đã hồi phục khi mà tên yêu quái chết đi. Tất cả những gì còn lại ở ngôi làng là sự đau thương. Sabame cũng đã chết ngay sau trong đêm đó. Điều này làm cho Dororo bật khóc vì Hikomaru không hề quan tâm đến họ. Giống như lời vị hòa thượng già từng nói, nếu chỉ tiêu diệt quái vật thì Hikomaru sẽ không thể thay đổi thế giới. Cả hai người đã lạc mất nhau sau chuyện vừa rồi. Ông Itachi, người đã hại cha của Dororo năm xưa, đã tìm đến và bắt cậu giao ra nửa tấm bản đồ còn lại. Tập 16. Dù cho Dororo vạch áo cho hắn xem lưng thì không hề có tấm bản đồ nào, nhưng mà Itachi vẫn bắt trói cậu mang theo. Hikomaru đang lần theo dấu vết trên đường tìm lại người em thân cận của mình. Tối đó, trong lúc nghỉ ngơi, Itachi đã kể rằng khi còn làm việc dưới trướng của cha Dororo, hắn đã thấy ông âm thầm đem của cải đi giấu, nhưng điều tra mãi vẫn không có manh mối gì khác. Sau khi ông ấy chết, Itachi đã nghĩ rằng mẹ của Dororo biết về số tiền này nên đã đào mộ bãi lên. Điều này làm cho cậu bé căm phẫn tên cầm thú đội lốt người này ngay trước mặt. Sáng hôm sau, đoàn quân của Itachi dẫn theo cậu nhóc tới dòng sông và tìm cách để qua được mũi đất Hakosu, nơi giấu tiền theo sự chỉ dẫn của nửa tấm bản đồ. Nhưng để qua được nơi đó cần phải có thuyền. Đoàn quân phát hiện có một ngôi làng, tuy nhiên nó đã bị tàn phá bởi ai đó. Những chiếc thuyền còn lại cũng đã bị thứ gì đó phá hủy nên là không thể sử dụng được. Ngay khi đắn đo suy nghĩ thì một thanh niên cục tay tên là Shironui bước đến. Anh ta cho biết rằng là dân làng đã bị bọn tội phạm tiêu diệt, không còn ai sống sót. Nếu nhận được một ít tiền, anh sẽ đưa tất cả mọi người qua phía hòn đảo ấy. Sau khi dẫn đàn quân của Itachi trên hai chiếc thuyền, bọn họ được hai tay chèo khét tiếng là Jiromaru và Saburomaru kéo tàu. Đó không phải là người chèo thuyền mà là hai con cá mập to xác. Trước đó, Shironui đã hiến dâng cánh tay của anh ấy làm thức ăn cho chúng. Do đã quen với thịt người khiến chúng không chịu ăn thứ khác. Vì vậy, toàn bộ dân làng đã trở thành thức ăn của hai con cá mập to xác này. Có thể nói hai con cá mập này là gia đình của Shironui. Tiếp đó, Itachi nhận thấy nguy hiểm liền đưa kiếm vào Shironui, nhưng mà chỉ với một tiếng huýt sáo, hai con cá mập lập tức nghe theo lệnh của anh ta tấn công chiếc thuyền bên cạnh. Một con cá mập cũng đem cánh tay đến mời gia đình mình dùng bữa. Anh chàng cục tay dặn dò con cá mập tên là Saburomaru hãy để dành bữa ăn đến khi mặt trời lặn và rời đi. Để thoát chết khỏi đó, Dororo đã dùng thân mình lao xuống làm một mồi nhử. Với sự trợ giúp của Itachi và quân lính đã thành công tiêu diệt được tên cá mập. Shironui khi mà quay lại lần theo vệt máu đến bên cạnh Saburomaru trên bờ thì liền bị quân của Itachi bắt giữ và đập cho một trận như tử. Sau đó tên thảo khấu này cũng lột sạch đồ của Dororo và biết được giới tính thật sự của cô bé. Ông ấy vẫn không hiểu vì sao cha mẹ của Dororo lại nuôi dạy cậu như một đứa con trai từ khi còn rất nhỏ. Nhưng giới tính thật sự của Dororo chính là một bé gái. Ngay khi tấm lưng của cô bé gần đống lửa, tấm bản đồ còn lại đã hiện lên. Itachi hiện tại đã nắm được vị trí chính xác nơi giấu tiền của lão đại. Shironui đã vô cùng đau đớn khi mà Saburomaru bị giết. Hắn liền ra lệnh cho Jiromaru ăn sạch những người còn lại.
Hikimaru lần theo dấu vết đi tìm Dororo, một vị hòa thượng trên đường thấy cậu di chuyển khó khăn với chiếc chân giả nên đã chỉ đến chỗ của Zuke. Hiện tại ông ấy đang ở gần đó để gắn lại bộ phận cho những người đã mất trong chiến trận. Tập 17. Trong lúc Zuke đang gắn lại các phần thi thể cho xác chết thì một tinh quỷ với hàm răng sắc nhọn đã tấn công những người gần đó, nhưng lại thay nó đã bỏ qua cho ông ấy vì một điều gì đó. Bất ngờ một hình bóng quen thuộc đã xuất hiện, người con trai yêu quý của ông đã quay lại. Hikimaru tung kiếm giết chết con quỷ trong nháy mắt. Những cảm xúc thân thuộc ngày nào khiến cho ông cọ đầu lên trán Hikimaru đầy trìu mến, cậu mỉm cười hạnh phúc khi sau bao ngày xa cách khi gặp lại được người cha. Sau khi đưa cậu về hang động nơi ông trú ngụ, sự thay đổi lớn trên cơ thể người con trai khiếm khuyết này ngày nào khiến ông bất ngờ. Ngoài lớp da nhẵn mịn trên gương mặt, bây giờ cậu còn có thể cười nói vui vẻ và nghe được giọng của người cha già dấu yêu này. Dẫu vậy đấy, nhưng mà hiện tại Hikimaru vẫn chưa thể nhìn thấy được. Cậu chỉ có thể dùng cảm nhận của bản thân để thấy người cha này thông qua màu sắc của linh hồn. Zuke cũng đã biết được mọi chuyện về gia đình của cậu. Người mẹ của Hikimaru vẫn còn sống sau cú đâm vào người. Về phía Tahomaru hiện tại đã thay đổi đi rất nhiều sau trận chiến với anh trai của mình. Zuke khi nghe được câu chuyện của người con đáng thương này khiến ông rất đau lòng, nhưng ông vẫn không hề muốn đưa cho cậu chiếc chân giả. Ông nói rằng càng ngày Hikimaru càng trở nên giống với con người hơn trước, nhưng mà hiện tại thứ bên trong cậu không còn là người nữa. Zuke đã dùng dao phá đi chiếc chân còn lại nhằm không muốn người con này đánh mất chính mình. Cơn mưa đã làm xói mòn lớp đất che lấp cả hang động, nhưng Hikimaru vẫn một mực đào bới để tiếp tục hành trình lấy lại cơ thể của cậu ấy. Zuke cho rằng trên hành trình này, cậu có thể sẽ phải giết cha, mẹ và cả em trai của cậu hoặc tất cả người dân của Deogo, vì chắc chắn rằng mọi người sẽ đứng ra cản đường Hikimaru và xem cậu như là kẻ thù. Khi vừa được ra bên ngoài, một cái cây đã mọc ra những tên quỷ dữ tợn. Hikimaru đã vung kiếm lao đến, chỉ vài vết chém cậu đã tiêu diệt vô số tên quỷ. Ngay khi xác định được một mầm quỷ ở phía thân cây, cậu nhanh chóng lao đến phá hủy nó. Sau cùng, Hikimaru đã gọi Zuke là mẹ của cậu. Điều này khiến ông ấy khóc nức lên. Giây phút chia ly đã đến, cậu ấy lại tiếp tục trên hành trình của bản thân. Zuke lại quay về với công việc chấp vá thi thể cho những người đã mất để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tahomaru hiện tại đã được lãnh chúa Deogo cha của cậu ra lệnh dẫn quân nhằm tiêu diệt bằng được Hikimaru. Cậu ấy cũng đã biết rằng anh trai đang tiến về mũi đất Hakosu nên đã tức tốc đuổi theo. Tập 18. Hikimaru đang chèo thuyền đến hòn đảo để tìm lại Dororo. Hiện tại Jizoromaru đã hóa điên lên và bơi lên bờ. Sau khi ăn thịt Sawiromaru, người anh em của nó khiến cơ thể con cá mập hóa quỷ. Những chiếc gai to lớn đâm xuyên qua lớp da trôi ra bên ngoài đầy hung tợn. Con quỷ trong hình dạng một con cá mập bò đến tấn công Dororo, nhưng mà may mắn cô bé đã thoát được. Tưởng chừng như là khá không có một chút hy vọng nào thì Hikimaru xuất hiện. Người mà cô luôn gọi là đại ca đã cứu cô bé trong giây phút một chân đặt vào cửa tử. Tên quỷ vẫn chưa dừng lại, nó quay sang tấn công quyết liệt. Chiếc chân gỗ của Hikimaru bị cắn gãy ra khiến tình thế trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Dù đã đâm nhát kiếm vào mắt tên quỷ nhưng mà sát thương lại chưa đủ để tiêu diệt nó. Thân thể to lớn khiến nó áp đảo hoàn toàn trong trận chiến. Cô tung người lên cao, vung nhát kiếm sắc bén chạy dọc cơ thể lên đến đỉnh đầu tên quỷ, giết chết nó ngay lập tức. Hikimaru cọ đầu chạy điều mến với Dororo sau bao ngày xa cách, điều này khiến cô bé ngượng ngùng mắc cỡ. Đột nhiên chiếc chân thứ hai của cậu đã được hồi phục sau khi giết chết tên quỷ. Itachi lúc này đã tìm đến vị trí của kho báu, nhưng khi đạp phải một cơ quan khiến hai tên lính bị nổ tan xác trong chớp mắt. Từ phía xa, hạm đội của Deogo và Tohamaru dẫn đầu đang hướng về phía họ. Đội quân hùng hậu tràn lên bờ giết bất cứ ai chúng gặp được. Những người thuộc hạ của Itachi không may bị tiêu diệt, chứng kiến điều này khiến ông ấy hoảng sợ tháo chạy. Dororo và Hikimaru chạm mặt với Itachi, họ dự định sẽ hỗ trợ nhau lẫn trốn ra biển rời đi trước khi quá trễ. Tohamaru và đội quân của cậu ấy đã chặn được họ. Đến nước này thì Hikimaru đành phải lao lên chiến đấu. Itachi nhân cơ hội này đem theo Dororo lẫn trốn. Trong lúc quyết liệt nhất, Hikimaru nhận ra rằng họ sẽ giết chết cậu bằng mọi giá, vì khi cậu còn sống, lãnh địa của Deogo phải chịu nhiều thiên tai đập đến. Thanh kiếm trên cánh tay của anh chàng mặt gỗ đã bị đập gãy trong trận chiến. Trong lúc cố gắng đi tìm kho báu, Itachi đã bị những mũi tên bắn vào người. Dororo liền lẫn trốn sau bia đá và vô tình khiến chúng ngã xuống xóa sổ đám quân lính. Phía bên này trận chiến, Hikimaru vô cùng khó khăn khi liên tục bị áp đảo. Tohomaru không để cảm xúc xen vào đường kiếm của mình. Cậu quyết định sẽ giết chết người anh này để bảo vệ cho người dân của Deogo bằng mọi giá. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời này, Itachi vẫn cầu xin Dororo đưa hắn đến xem kho báu cho bằng được. Shiranui đã hóa điên khi mà gia đình cá mập của hắn bị giết. Một mồi lửa được châm vào đống bom tạo nên một vụ nổ to lớn trên hòn đảo. Tohomaru nhận thấy nguy hiểm đang bao trùm lấy hòn đảo, liền gác lại trận chiến cùng đoàn tàu tháo chạy. Sau vụ nổ, Itachi cuối cùng đã thấy được kho báu của lão đại tích góp. Hắn cũng chút hơi thở cuối cùng và hoàn thành tâm nguyện. Đoàn thuyền của Deogo tháo chạy khỏi hòn đảo, Shiranui cũng đã chết trên bờ biển cùng gia đình cá mập của mình. Dororo hiện tại vẫn chưa cần đến kho báu của cha cô để lại. Cô bé nói rằng khi nào trưởng thành hơn, cô bé sẽ sử dụng chúng đúng mục đích.
Hikimaru cũng đưa tay đón cô bé để tiếp tục hành trình, nhưng mà Dororo vẫn tranh thủ lượm một ít tiền tiêu vặt qua ngày trước khi rời đi. 89. Dororo nhận thấy hiện tại đại ca này đang có một thói quen rất lạ, anh ấy đang cọ đầu âu yếm với cả con ngựa. Hikimaru đề nghị họ sẽ đi đến tìm thợ rèn giỏi trong vùng để sửa lại thanh kiếm. Sau khi hỏi thăm biết được nhà thờ của thợ rèn nổi tiếng Munetsuna, cô gái Okawa đã ra mở cửa đón tiếp hai người họ, thì đột nhiên Hikimaru ôm mặt cọ đầu với bả luôn. Cô gái lúc này kiểu trời ơi, người đau gì mà kỳ cục khoái muốn chết. Cô gái đi vào trong nói với cha mình là có người muốn rèn lại kiếm, sẵn nói chuyện luôn với Hikimaru muốn cưới cô ấy. Trước khi sửa lại thanh kiếm, ông Munetsuna sẽ đem chúng đi thanh tẩy sau khi biết được Hikimaru dùng để diệt quỷ. Nhưng khi đến ngôi đền, một tên yêu quái xuất hiện ám phép vào người Hikimaru. Ông thợ rèn kêu bỏ thanh kiếm lên thì ổng bưng luôn nhỏ em để lên. Dororo lúc này kiểu, ủa, lát hả đại ca? Tôi đến Okawa mang đồ ăn đến cho người chồng tương lai của bả và xin đi theo hầu hạ Hikimaru, khiến cho Dororo tức điên lên. Nhưng sau khi hỏi anh ấy thì câu trả lời của Hikimaru là ok, cưới thì cưới, khiến cho Okawa đỏ mặt. Dororo hỏi về hành trình tiêu diệt quỷ và tìm lại cơ thể đều nhận được một câu trả lời là không cần từ miệng của anh ấy. Ông anh này còn nói là không cần cả Dororo vì ổng đã có vợ rồi. Điều này khiến cô em gái này tức giận khi nghe những câu trả lời ngu ngốc của đại ca. Dororo bèn ăn sạch mớ cơm nắm và rời đi trong giận dữ. Hôm sau, dân làng khi nghe tin đám cưới của Okawa và Hikimaru liền đến chúc phúc, mấy câu như là gửi lời chia buồn đến gia đình, cô tặng cháu gái cái váy để giúp cho cháu thêm tồi tàn vào trong ngày trọng đại nha. Trời, chán chẳng muốn nói. Dororo khi mà nghe tin hai người đám cưới liền hùng hổ đi đến chúc mừng cho hai người họ. Nhưng lạ thay, những điều Dororo sắp nói ra đều trái ngược với suy nghĩ của cô ấy. Điều này khiến cô bé tức điên lên. Sáng hôm sau, khi mà tất cả những gì Dororo nghĩ đều được cô nói ra bình thường, cô bé đã hiểu ra tất cả những câu nói ngược bắt đầu từ khi đến ngôi đền. Phía bên kia thì Okawa đang lôi đầu người chồng đi tổ chức đám cưới dù Hikimaru không muốn. Dororo đã phát hiện ra tên yêu quái khiến mọi chuyện trở nên ngược đời với cả ngôi làng. Cô bé ném đá khiến nó rơi từ mái nhà xuống. Hikimaru cũng vừa có mặt nhưng mà cậu ấy đã bị nó khống chế quay sang bắt Dororo. Trong lúc tưởng chừng như người anh này sẽ bóp cổ giết chết cô bé thì ông Munetsuna đã dùng gậy đánh tên yêu quái ngất đi. Mọi chuyện cũng đã quay trở lại bình thường. Tên yêu quái trong truyền thuyết tên là Amajaku. Nó rất nhanh đã được vị thần Hitoko phong ấn vào bức tượng bên dưới. Đám cưới của Okawa và Hikimaru cũng đã được hủy bỏ vì chuyện hiểu lầm. Anh chàng yêu thầm Okawa bấy lâu đã đứng ra tỏ tình và đám cưới của hai người họ cũng đã được tổ chức ngay sau đó. Ông Munetsuna cũng đã làm ra xong hai thanh kiếm mới vô cùng chắc chắn cho Hikimaru. Trước khi đi, Okawa dặn ông chồng hụt của cô ấy là đừng có cọ đầu với người khác nữa nha cha nội. Tầm 20, người dân của Daigo bắt đầu hứng chịu thiên tai ập đến. Bên cạnh đó, hạn hán, sâu bọ phá hoại mùa màng và dịch bệnh liên tục khiến người dân sống trong cảnh lầm than. Tohomaru chứng kiến được đời sống của người dân vô cùng thảm hại. Với tư cách là người thừa kế của lãnh địa, cậu ấy quyết tâm tiêu diệt bằng được anh trai mình để cứu nhân dân. Dororo trên đường đi kể cho anh hai nghe rất nhiều chuyện về mọi thứ xung quanh. Cô bé nghĩ rằng là nếu có thể thấy được vẻ đẹp của cuộc sống sẽ khiến cho ông anh này vui sướng lắm. Trong lúc đang nói chuyện thì một chàng trai tên là Suburota tìm đến. Anh ấy tự xưng bản thân là một người săn quỷ ở vùng này. Vết sẹo được Suburota khoe trên người là thứ mà tên quỷ đã gây ra cho anh ấy. Trong lúc phục kích thì tên quỷ thật sự xuất hiện. Cơ thể nó được cấu tạo từ nhiều loài động vật vô cùng quái dị. Hikimaru nhận thấy màu linh hồn đỏ thẫm liền vung kiếm lao đến tấn công. Nhưng khi nghe Dororo cầu cứu, anh ấy đã lao đến giải cứu cho cô em gái khỏi nguy hiểm. Bất ngờ thay, Suburota đã vung kiếm chém thẳng vào Hikimaru khiến cho Dororo sửng sốt. Cô bé nhận ra hắn ta đã theo phe của con quỷ dù chính nó đã giết mẹ của cậu ấy trước đó. Tiếp đó, con quỷ lao đến tấn công khiến hai anh em họ rơi xuống đồi. Cả hai vẫn an toàn sau cú rơi nhưng mà cánh tay của Dororo đang mắc kẹt trong hòn đá. Dù cố gắng thế nào đi nữa, Dororo vẫn không thể rút tay ra được. Mặt nước từ khe đá chảy ra ngày càng dâng cao hơn nữa khiến cho Hikimaru hốt hoảng. Anh ấy dùng hết sức mình đẩy hòn đá để cứu cô em gái này. Mặt nước dâng lên sắp qua đầu của Dororo nhưng mà cô bé vẫn mắc kẹt tại đó. Hikimaru dùng hết sức mình đẩy hòn đá dù cánh tay giã gãy ra. Người anh này vẫn chưa bỏ cuộc. Anh tuyệt vọng đến mức dùng đầu đập liên tục vào đá khiến máu bắn ra. Ngay lúc Dororo nguy hiểm đến tính mạng thì vị hòa thượng Biwamaru đã xuất hiện ứng cứu. Sau đó bằng tất cả căm phẫn, Hikimaru tìm đến con quỷ một lần nữa. Cậu dũng cảm chiến đấu với tên quỷ không lùi bước khiến cho Suburota nhớ đến quá khứ. Nhiều năm trước, Suburota trong lần cõng mẹ đi chữa bệnh thì tên quỷ đã tấn công họ. Trong lúc hoảng sợ đã khiến cho anh chém bay cánh tay của mẹ mình khi bà ấy cố níu người anh ấy. Từ hôm đó, người dân trong vùng biết đến anh như là một samurai hèn nhát vì đã để mẹ mình chết một mình. Kể từ đó, Suburota bắt đầu hợp tác mang người đến cho con quỷ ăn thịt để thấy sự thảm thương của họ. Quay lại trận chiến, Hikimaru đã chém bay nửa đầu của con quỷ nhưng mà Suburota đã lao đến ngăn cản. Sau cùng, anh ấy đã dâng mình cho tên quỷ ăn thịt giúp nó vượt trội hơn nữa khi mà mọc ra thêm một đôi cánh. Dororo trên đường tìm đến đã thấy từng bộ phận của con quỷ rơi ở khắp nơi.
Hikamaru vẫn đang tuyệt vọng chém vào thân thể của tên quỷ nhưng nó vẫn không hề trả lại cho anh ấy một phần cơ thể nào cả. Hikamaru lạnh lùng quyết đi tìm lãnh chúa Dogo, anh ấy biết chắc rằng cơ thể thật sự của mình đang ở đó. Tập 21. Trên đường đi đến lãnh địa của Dogo, Dororo thấy được nội quân chính xác của Asakura. Cô bé biết rằng chuẩn bị sẽ có một trận chiến lớn giữa hai lãnh địa nổ ra. Bên phía lãnh chúa Dogo nhận được tin báo về những ngôi làng bị dịch bệnh, ông ấy đã tàn nhẫn ra lệnh đốt sạch không để chúng lây lan. Sau đó, ông biết được nội quân của Asakura đang tiến công xâm chiếm lãnh thổ. Điều này làm cho Dogo nhớ đến câu nói của vợ mình, những ngày thịnh vượng của vùng đất đã qua đi rồi. Những người đàn ông trong lãnh địa của Dogo đã bị ép buộc tham gia vào trận chiến. Chú ngựa tốt nhất cũng phải rời xa con nó để tham gia vào trận chiến. Tohomaru xin lệnh của cha mình để cậu có thể tiêu diệt anh trai. Cậu không cần binh lính, chỉ cần Musu và Hyogo theo cùng. Cha cậu đã đồng ý khi trông thấy ánh mắt quyết tâm của Tohomaru. Sau đó, Dogo dặn dò tên thuộc hạ âm thầm theo sau bảo vệ đứa con thừa kế này. Phía bên này, hai người thuộc hạ trung thành với Tohomaru đã quyết tâm tiêu diệt Hikamaru. Musu hiện đang mắc bệnh dịch trên người nhưng mà cô ấy vẫn giấu kín chuyện này trước anh trai mình. Đêm đến, Musu nhớ đến lần hai anh em cô ấy suýt chết trong trại giam. Lãnh chúa Dogo đã cứu giúp họ và đưa hai anh em họ về nuôi dạy cùng Tohomaru. Ba người họ đã sống chung với nhau như huynh đệ suốt bao năm tháng qua nên là hiện tại cả hai sẽ quyết liều mình giúp cho Tohomaru dù có phải hy sinh tính mạng của mình. Sáng hôm sau, Hikamaru đã đối mặt với em trai mình và hai người thuộc hạ. Trong trận chiến một mình đấu với cả ba người nhưng mà Hikamaru vẫn chiếm ưu thế lấy đi hai cánh tay của Musu và Hyogo. Tiếp đó, anh cùng Tohomaru tiếp tục ra những đòn kiếm như là muốn đoạt mạng đối phương. Dù gì đi nữa, Tohomaru vẫn không thể đấu lại anh trai mình. Cậu ấy đã bị thương sau nhát chém vụt qua trán. Trong lúc Hikamaru lao đến thì một tên lính đã dùng thuốc nổ giải vây cho Tohomaru. Con ngựa quý cùng với đống thuốc nổ đã lao đến đẩy anh trai mặt gỗ lao xuống vực. Tohomaru vẫn kiên quyết giết chết bằng được anh trai khiến tên thuộc hạ buộc phải khống chế đưa cậu ấy cùng Dororo quay về. Bên dưới vực thẳm, bộ giáp mang ngọn lửa quỷ đã hồi sinh cho chú ngựa sống lại với năng lượng quỷ dữ. Hikamaru quyết tâm cứu bằng được Dororo. Tập 22. Zuki lúc bấy giờ được đội quân của Dogo đang áp giải Dororo về lãnh địa. Ông nghĩ rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra nên đành đi đến đó. Hikamaru may mắn thoát được vực thẳm. Điều đầu tiên anh ấy nghĩ đến chính là giải cứu cho Dororo. Chú ngựa quý hóa quỷ sau khi chết đã hỗ trợ cho anh ấy. Ở doanh trại, Tohomaru rất lo lắng cho vết thương của Hyogo. Nhưng mà cậu ấy đã thật sự tức giận khi biết cô gái Musu đã nhiễm bệnh dịch trước đó. Cơ thể cô ấy đang có dấu hiệu trở nặng hơn, nguy hiểm đến tính mạng. Tohomaru đã thề trên tính mạng của mình phải bảo vệ tất cả người dân Dogo bằng mọi cách. Dororo bị bắt giam vào ngục, nhưng điều cô bé lo lắng nhất là đại ca của cô đang dần hóa quỷ sau những trận chiến. Bà Nui Nokata đã tìm đến giải cứu cho cô bé tội nghiệp này. Khi biết được Dororo đã ở bên cạnh đứa con đầu lòng của bà ấy suốt bao tháng qua khiến bà rất muốn biết về Hikamaru đã trải qua những gì. Sau cùng, người mẹ này đã quyết định đi theo Dororo để mong gặp lại đứa con đầu lòng du trí một lần. Phía bên này, Hikamaru cùng chú ngựa quỷ đã lao thẳng vào cổng gác doanh trại của Dogo. Sau cuộc tấn công doanh trại, quân lính dưới trướng Dogo đã tan hoang. Bà Nui Nokata đang chăm sóc cho những thương binh với tấm lòng cao quý của bản thân. Những người này bị Dogo tịch thu hết tiền tiết kiệm xung cho chiến tranh. Một số người khác thì bị đốt phá ngôi làng do dịch bệnh. Dogo đã gây ra tất cả và đưa họ tụ họp về nơi này. Dororo nghe ngóng được thông tin về một con quỷ đang tiến đến phủ Dogo. Khi nhìn ra phía xa, một ngọn lốc xoáy lửa đang dần thiêu rụi mọi thứ. Hikamaru cùng chú ngựa đã hóa quỷ sẵn sàng giết chết bất cứ ai cản đường. Những xác chết chất đóng khi mà vó ngựa của anh ấy đi ngang qua. Musu đã liều mình đến địa ngục đường, nơi 12 tượng thập nhị quỷ đang trú ngụ. Cô ấy đã cầu xin con quỷ thứ 12 không ăn thịt được của Hikamaru 16 năm trước hãy ăn cô ấy để lấy thân thể của mình làm vật hiến tế nhằm bảo vệ người dân Dogo. Cơn gió tà ác nổi lên bên trong sảnh địa ngục. Tohomaru và anh trai cô ấy đã chạy đến, nhưng tất cả đã không có gì xảy ra. Musu biết được rằng giao kèo của Dogo và thập nhị quỷ chỉ được xảy ra với Hikamaru, người thừa kế của vùng đất này. Bất ngờ thay, tên quỷ dường như đã đáp lại lời thỉnh cầu của họ, tia sét đánh lên người cả ba như một giao kèo được lập ra. Hikamaru đã chạm mặt với em trai mình và anh em Hyogo, nhưng khi thấy đôi mắt cùng cánh tay của mình đang trên cơ thể ba người họ càng khiến anh ấy quyết tâm lấy lại những bộ phận vốn thuộc về mình. Tập 23. Hikamaru hiện đang phải chiến đấu với ba người rất quyết liệt. Chú ngựa con đã cảm nhận được điều gì đó chạy ra khỏi ngôi làng. Dororo cùng bà Nui Nokata cũng đã đang tức tốc đi đến trận chiến. Tohomaru cho rằng mà chính Hikamaru đã phá bỏ giao kèo với quỷ đẩy người dân vào chỗ chết, nhưng anh ấy thét lên nói rằng đó chính là cơ thể của anh ấy. Hikamaru phải lấy lại chúng bằng mọi giá. Dororo cũng đã thấy được đại ca của mình. Vị hòa thượng Biwamaru đã đứng ra ngăn cản cô bé tiến ra đó vì ông biết là cô bé sẽ chết nếu làm như vậy. Ông ấy cũng biết được là có một con quỷ không thể ăn phần đầu của Hikamaru do tượng Bồ Tát đã hy sinh cứu cậu ấy. Đó cũng chính là lý do khiến cậu ấy còn sống.
Trong trận chiến vô cùng nguy hiểm này, Hikomaru đang phải đối mặt với con quỷ thứ 12 để giành lại cơ thể của mình. Trong lúc đó, ngựa con lao đến bên cạnh mẹ của nó. Dororo cũng bỏ mặc tất cả lao đến. Ngựa mẹ đang áp đảo Hyogo trong trận chiến, nhưng mà khi nghe được tiếng kêu của ngựa con khiến nó phân tâm và bị thương nghiêm trọng. Dù vậy, nó vẫn cố sức tung đòn kích liễu vào người của Hyogo và Musou. Ngựa mẹ đã gặp lại con của nó trong giây phút cuối đời. Hyogo và Musou cũng đã ra đi, khiến cho Tohowaru bật khóc. Ký ức về hai anh em họ gắn liền với tuổi thơ của cậu ấy hiện lên trong tâm trí. Hikomaru ngay lập tức đã lấy lại được hai cánh tay của mình. Tohowaru cầm phẫn lao đến tung nhát chém, nhưng mà anh ấy đã đỡ được nhát chém dù cánh tay đang rỉ máu vì thanh kiếm. Hikomaru cảm nhận được ngọn lửa linh hồn của mẹ mình nên đã giấu hai thanh kiếm trong tay đi. Tohowaru đưa tay cản bà nuôi Nokata lại và đuổi theo Hikomaru. Hai anh em nhà Dogo tiếp tục giao chiến. Tohomaru thất thế khi mà Hikomaru có lại đôi tay. Tâm đánh của thanh kiếm đã dài ra khiến cậu ấy bị thương nên đã tháo chạy. Anh trai vẫn cố đuổi theo cậu để đòi lại đôi mắt của anh ấy. Zuki thấy được người con nuôi của mình nên đã đi theo về hướng lâu đài. Lãnh chúa Dogo đang phải chiến đấu với đội quân của Asakura. Ông không cho phép bản thân đưa ra quyết định sai lầm trong giây phút này. Ông tin rằng Tohomaru sẽ chiến thắng trước đứa trẻ là đồ ăn thừa của quỷ. Bên trong phủ chúa, Tohomaru đã đối mặt trực diện với anh trai. Trong lúc chiến đấu, vô tình ngọn lửa đã bao trùm cả lâu đài. Dororo và bà nuôi Nokata nhận thấy tức tốc chạy đến đó. Ông Zokei quyết định bản thân sẽ làm điều nên làm để bảo vệ cho Hikomaru, người con nuôi ông ấy, và tiến vào bên trong. Tập 24. Trong lúc ngọn lửa bao trùm cả lâu đài thì Hikomaru vẫn quyết tâm lấy lại đôi mắt thuộc về mình. Nhưng chớ trêu thay, hiện tại nó đang nằm trên người của em ruột của cậu. Trong trận chiến, Tohomaru nói rằng cậu ấy đã có mọi thứ trừ người mẹ ra, vì bà ấy luôn nhớ đến đứa con đầu lòng của mình. Tohomaru quyết giành lại chủ phú cho vùng đất từ cơ thể của người anh này. Cả hai tiếp tục ăn miếng cho miếng với nhau. Ông Zuki tiến vào bên trong ngôi nhà, vô tình gặp được bà nuôi Nokata dưới mật thất. Trận chiến của Hikomaru và Tohomaru ngày càng hăng máu hơn nữa. Trong màn khói bụi của ngọn lửa, anh đã không thể ra tay giết chết em mình. Tohomaru đã nhận thua anh trai trong mọi mặt. Trong lúc cả hai anh em họ nhận ra nhau thì tên quỷ thứ 12 đã chiếm lấy thể xác của Tohomaru. Nhưng trong giây phút đó, người em này vẫn không chịu khuất phục trước quỷ dữ. Tohomaru dùng tay móc đôi mắt ra trả lại cho anh trai. Tên quỷ thật sự đã xuất hiện bên dưới sàn. Hikomaru liền tung đòn chí mạng kết liễu nó. Đôi mắt thật sự của anh ấy đã hồi phục sau khi tên quỷ thứ 12 chết đi. Trong lúc nguy hiểm, Zuke đã xuất hiện kịp lúc cứu người con nuôi yêu quý. Mẹ của Hikomaru đã ôm cậu vào người đầy trìu mến. Lần đầu tiên trong đời, Hikomaru đã cảm nhận được sự ấm áp từ người mẹ này. Bà ấy vô cùng hối hận khi 16 năm trước đã không dốc hết sức cứu người con này. Cha nuôi của cậu đưa cho Hikomaru một bức tượng Phật. Ông cũng nói rằng hãy sống như một con người chứ không phải là một con quỷ ngự trị trong cơ thể. Trước khi rời khỏi lâu đài, Hikomaru đã dùng đôi mắt thực sự thấy được hình ảnh của hai người mẹ cùng một lúc. Căn nhà đã đổ sập xuống. Dororo đã cứu được anh hai thoát ra khỏi an toàn. Lần đầu tiên, người anh này khen cô bé rất đẹp khiến cho cổ đỏ mặt. Dogo vẫn bỏ mặc mọi thứ để quyết chiến cùng quân đội của Asakura. Rất nhiều người đã bỏ mạng vì ông ấy. Bức tượng quỷ cuối cùng cũng đã sụp đổ nhưng chẳng ai biết tới nó nữa. Dororo giúp người dân chuẩn bị đồ dùng để đi đến kho tiền mà cha cô cất giữ. Người dân sẽ có một cuộc sống ấm no với số tiền đó. Ông Biwamaru cũng hiểu ra đất nước sẽ phát triển khi mà con người tự tay xây dựng nó. Ông cũng không thể nghĩ ra điều này vì trước đó ông cũng từng là một samurai. Hikomaru đi đến địa ngục đường để gặp cha mình. Cậu ấy đã tha thứ tất cả lỗi lầm của ông ta và để lại một tượng Phật. Trước khi rời đi, cậu nói rằng bản thân sẽ sống như một con người và dặn ông ấy cố đừng trở thành quỷ. Lãnh chúa Daigo vô cùng hối hận về giao kèo với lũ quỷ trước đây. Giá như ông để cho Hikomaru thừa kế vương quốc này, mọi chuyện sẽ khác. Lần sau cùng, ông đã thừa nhận đứa con trai đầu lòng của mình có một nghị lực sống mãnh liệt, thứ mà bọn quỷ phải thèm khát. Thời gian qua đi, Dororo cũng đã lớn lên trở thành một cô gái xinh đẹp. Cô sẽ cùng người anh Hikomaru bước tiếp trên hành trình của hai người họ. Bộ phim đến đây là đã kết thúc. Thật sự thì mình cũng muốn theo dõi tiếp hành trình sau này của cặp đôi Dororo và Hikomaru. Nhưng mà có lẽ đó chỉ là ước muốn. Chúng ta còn phải đợi xem tác giả có muốn viết tiếp hành trình cho hai người họ hay không. Còn giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những series khác. Bye bye. Hey, để nhận thông báo video mới của tụi mình nhanh nhất, các bạn hãy ủng hộ bọn mình bằng cách trên điện thoại nhấn subscribe, nhấn vào cái chuông bên cạnh chọn tất cả. Trên máy tính cũng nhấn subscribe, chọn cái chuông và chọn tất cả. Thế là xong. Vậy là các bạn sẽ nhận được thông báo khi tụi mình đăng video mới. Xin cảm ơn mọi người.